Chào tất cả mọi người, mình sẽ đến nhanh với tình hình dịch Covid sáng ngày hôm nay ngày 11 tháng 8 bao gồm những nội dung như sau. Thì mẹ mất, chiến sĩ cơ động quê Bến Tre không thể về đưa tang mẹ, lập bàn thờ ngay tại ủy ban phường. Thì đúng 0 giờ 15 phút sáng ngày 10 tháng 8, chiến sĩ cảnh sát cơ động Nguyễn Văn Điền, tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 3, trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Nam thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin mẹ anh vừa qua đời. Thì hơn 3 tháng nay vì bận rộn với công việc, nhiệm vụ được giao nên anh chưa về thăm nhà ở Bến Tre. Cách đây khoảng 1 tuần, mẹ anh bị tai biến do vỡ bên máu não, sau đó được cấp cứu ở bệnh viện địa phương và được chuyển lên tuyến trên tại bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên sau 1 tuần, sức khỏe của bà diễn biến xấu, ngày 9 tháng 8 các bác sĩ đã đề nghị gia đình đưa bà về nhà. Mẹ mới về hôm qua thì sáng hôm sau mẹ mất, anh Điền cho biết. Thì trong suốt thời gian đổ bệnh, đến lúc mất anh chỉ gặp mẹ có 1 lần trong bệnh viện, nhưng cuộc gặp chỉ diễn ra chớp nhoáng do tình hình dịch diễn biến căng thẳng, gia đình không được ở lại chăm sóc đông người. Thì nhận được tin buồn về người thân của chiến sĩ Điền, ngay trong sáng ngày hôm qua ngày 10 tháng 8, lãnh đạo phường Thạnh Lộc quận 12 đã lập bàn thờ để các đồng nghiệp có thể đến viếng và chia buồn cho anh. Nhiều ngày qua, cộng đồng mạng Bến Tre chia sẻ một hình ảnh rất là xúc động về người cha là công an phòng chống dịch Covid-19 về thăm con gái. Thì trên đường làm nhiệm vụ, đại úy Nguyễn Văn Sang tranh thủ mua cho con gái hộp sữa. Anh đứng dưới gốc xoài trước cổng nhà và đặt hộp sữa tại đó và nhìn con gái vội vã trở về đơn vị tiếp tục công tác phòng chống dịch Covid-19. Thì để an tâm làm nhiệm vụ, đại úy Sang và vợ là thống nhất gửi con gái về nhà ông bà nội ở xã Phú Túc, huyện Châu Thành. Ở cho đến khi dịch Covid-19 qua đi, cuộc sống trở lại bình thường mới bước con về nhà. Quan tới vaccine Sinopharm của Trung Quốc thì ngày 9 tháng 8 và ngày 10 tháng 8 thì tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang đã tiêm vaccine cho công dân Trung Quốc tại địa phương. Thì theo đó thì ngày 10 tháng 8 tỉnh Long An thực hiện tiêm vaccine Covid-19 cho hơn 2.000 công dân Trung Quốc đang sống và làm việc trên địa bàn. Còn ngày 9 tháng 8 thì tại trường Đại học Tiền Giang, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tiền Giang tổ chức tiêm vaccine Sinopharm phòng chống Covid-19 cho công dân Trung Quốc đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Thông tin tiếp theo chính là ba người đàn ông đã lén lút tụ tập ăn nhậu còn hát karaoke tại Châu Thành đã bị xử phạt 60 triệu đồng. Thì cụ thể đó là ông TTT và ông BMTE cùng ngụ xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri và ông BQB ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Thì các đối tượng trên đã bị xử phạt hành vi vi phạm hành chính mỗi người là 20 triệu đồng vì không thực hiện quy định áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người. Thì trước đó ngày 3 tháng 8 tại một căn nhà cho thuê ở thị trấn Châu Thành, tổ công tác công an thị trấn Châu Thành bắt quả tang ba đối tượng trên đang tụ tập ăn nhậu vi phạm về quy định giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19. Thông tin cuối cùng chính là số ca dương tính tại Bến Tre sáng ngày hôm nay. Thì theo đó sáng ngày hôm nay Bến Tre ghi nhận một ca dương tính mới ở Hòa Phú 2, xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày. Ca này trong khu cách ly và phong tỏa. Thì tổng số ca mắc tính đến sáng ngày hôm nay ngày 11 tháng 8 là 1.213 ca. Số ca tử vong vẫn là 20 ca. Cộng dồn số ca ra viện là 412 ca. Thì riêng về thông tin số ca tử vong số 20 chính là nam sinh năm 1958 có địa chỉ tại Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, tử vong vào ngày 9 tháng 8 năm 2021. Thì nhập viện ngày 27 tháng 7 thì chẩn đoán tử vong sau cùng là suy hô hấp, viêm phổi nặng, xơ gan, viêm gan siêu vi B, tăng huyết áp, suy kiệt động kinh, di cứng tai biến MMN nhiễm SARS-CoV-2. Ca tử vong này quê ở Tiền Giang nhưng do Chợ Lách phát hiện nên tính là tử vong ở huyện Chợ Lách. Thì mình cũng xin kết thúc bản tin sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.